Dạ, xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu trình bày cái môn gọi là môn cơ sở dữ liệu. Thì tôi tự giới thiệu một tí, tôi là Hồ Bảo Quốc, cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn hệ thống thông tin ở Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Thì môn cơ sở dữ liệu này là môn cơ bản và khá quan trọng trong cái việc học tin học. Thì cái nội dung của môn cơ sở dữ liệu thì gồm các cái chương chính như sau. Chương thứ nhất là chương giới thiệu tổng quan. Trong cái chương này tôi sẽ giới thiệu tổng quan về các cái vấn đề liên quan tới cơ sở dữ liệu, những khái niệm căn bản, ví dụ như là cơ sở dữ liệu là gì, tại sao chúng ta phải học cơ sở dữ liệu, và các cái khái niệm căn bản trong cơ sở dữ liệu. Thì sang chương thứ hai thì mình lại vào một cái mô hình cụ thể và quan trọng hiện nay đang được sử dụng nhiều trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đó là mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Trong chương này thì chúng ta sẽ học các cái khái niệm lý thuyết về cái mô hình quan hệ để anh chị làm sao biểu diễn một cái cơ sở dữ liệu trong cái mô hình này một cách mạch lạc. Sang chương thứ ba thì chúng ta sẽ học một cái ngôn ngữ để thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ, gọi là ngôn ngữ SQL, hay là người ta còn gọi là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Sang chương thứ tư thì chúng ta sẽ học về một cái mà khái niệm gọi là ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu. Cái khái niệm này giúp chúng ta mô hình thiết kế các cái quy tắc quản lý trên dữ liệu của một cái bài toán ứng dụng để làm sao bảo đảm cái dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thì luôn luôn được chính xác và được nhất quán. Và cái chương cuối cùng, chương thứ năm, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái cách đánh giá một cái cơ sở dữ liệu quan hệ như thế nào được gọi là tốt, như thế nào được gọi là không tốt thông qua một số các cái dạng chuẩn. Và chúng ta cũng sẽ học một cái cách để làm cho nó tốt nếu cái sự lực đồ hiện nay là chưa tốt, mà cái quá trình đó gọi là quá trình chuẩn hóa. Do đó mà nội dung chính của cái môn học sẽ gồm có 5 chương lớn như vậy. Thì tài liệu tham khảo đó thì của môn học này thì sẽ có cái cuốn giáo trình cơ sở dữ liệu của khoa công nghệ thông tin Đại học Khoa học Tự nhiên viết, mà anh chị có thể tham khảo tại hoặc có thể mua tại văn phòng khoa của khoa công nghệ thông tin. Cái tài liệu thứ hai là tài liệu các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và cơ sở trí thức, một cái cuốn sách khá nổi tiếng của tác giả Uman và đã được dịch giả Trần Đức Quang dịch thành 2 tập. Và các chị trong môn này thì thiệt ra chỉ cần quan tâm tới tập 1 thôi, tập 2 thì hơi chuyên sâu, các chị có thể chỉ quan tâm tới tập 1 là được. Đối với tài liệu tiếng Anh thì có cái cuốn Fundamentals of Database Systems, thì cái cuốn khá chi tiết về cơ sở dữ liệu mà có thể anh chị có thể dùng nó tham khảo. Đó là sơ lược về cái nội dung môn cũng như cái tài liệu tham khảo mà anh chị sẽ có thể tham khảo trong cái quá trình học cái môn này. Thì hôm nay tôi đi vô ngay cái phần đầu tiên, cái bài đầu của cái môn là bài giới thiệu tổng quan để anh chị có một cái nhìn tổng thể về cái đối tượng mà mình sẽ nghiên cứu, đó là cơ sở dữ liệu. Thế nào là cơ sở dữ liệu, rồi làm việc với cơ sở dữ liệu là làm cái gì, rồi là làm sao thao tác với cơ sở dữ liệu, vân 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 vân. Thì chúng ta sẽ vô cái bài đầu tiên. Ok, vậy thì là trong bài 1 này nè, giờ tôi muốn nói về lịch sử các cái cách tổ chức dữ liệu trên máy tính, rồi tại sao nó dẫn tới khái niệm cơ sở dữ liệu. Ví dụ tôi sẽ nói về các cái cách tổ chức hệ thống tập tin theo kiểu cũ cho những cái hệ thống xử lý dữ liệu trên máy tính,
sau đó mới chuyển sang là các cái tại sao cần có cơ sở dữ liệu và các cái hệ thống cơ sở dữ liệu là gì. Tiếp theo tôi muốn định nghĩa rõ ràng cơ sở dữ liệu là như thế nào, hệ quản trị cơ sở dữ liệu như thế nào, và ba cái mức nhìn về một cái cơ sở dữ liệu và các cái tính chất của một cái cơ sở dữ liệu cũng như các cái mô hình dữ liệu có thể được dùng để mô tả cho cái cơ sở dữ liệu. Thì anh chị thấy là từ lúc máy tính nó phát triển đó thì là luôn luôn có hai chuyện mà phải quan tâm. Anh chị phải tìm ra cái cách được tổ chức dữ liệu liên quan tới bài toán, và anh chị phải tìm ra được các cái thuật toán tương ứng để xử lý các cái dữ liệu đó để đáp ứng cái nhu cầu của một cái bài toán trong thực tế. Thì ngày xưa để làm được chuyện đó đó thì người ta sẽ sử dụng các cái hệ thống tập tin. Các hệ thống tập tin có nghĩa làm sao? Có nghĩa là cứ với một cái ứng dụng thì anh chị sẽ có một hệ thống các cái tập tin gồm nhiều tập tin. Trong các cái tập tin đó chứa các cái dữ liệu đủ để đáp ứng cho cái bài toán mong muốn. Tôi lấy ví dụ như có thể anh chị thấy là nếu trong một cái ngân hàng chẳng hạn thì anh chị có bài toán quản lý tài khoản cá nhân, bài toán quản lý tài khoản tiết kiệm, bài toán quản lý tài khoản vay chẳng hạn. Và ví dụ cứ mỗi bài toán như vậy thì với cách tiếp cận ngày xưa, người ta sẽ xây dựng các cái hệ thống tập tin, một cái hệ thống tập tin đủ chứa các cái thông tin để quản lý được các tài khoản cá nhân, một cái hệ thống tập tin khác đủ chứa thông tin liên quan tới cái bài toán quản lý tài khoản tiết kiệm, một cái hệ thống tập tin khác đủ thông tin cho cái bài toán quản lý vay chẳng hạn như vậy. Ví dụ như ở trên màn hình này tôi đang chụp một cái hình của từ một cái cuốn sách mà ví dụ người ta thấy là có một cái công ty họ bán hàng và họ ký hợp đồng chẳng hạn, thì có cái hệ thống bán hàng ở đây là sales và cái hệ thống quản lý mà hợp đồng contract ở đây. Thì anh chị thấy là để hai cái hệ thống này hoạt động thì họ sẽ có hai cái hệ thống tập tin đại diện bởi hai cái hình trụ ở đằng sau đó. Một cái hệ thống tập tin gọi là sales files là chứa tất cả những cái thông tin liên quan tới việc bán hàng, trong lúc một cái hệ thống tập tin khác nó chứa các cái hợp đồng, nó gọi là contract files. Anh chị thấy vậy ha. Và lúc đó thì luôn luôn cái ứng dụng của bài toán nó luôn luôn có hai phần. Một cái phần người ta gọi là data entry and report, là anh chị nhập dữ liệu vô cho các cái tập tin đó, anh chị truy xuất dữ liệu từ tập tin để anh chị in ra báo cáo. Đó là đứng ở cái góc nhìn của người sử dụng. Nhưng mà thiệt ra để làm được bên dưới như vậy thì bên dưới nó phải có hai cái cơ chế nó gọi là file definition, cho phép anh chị định nghĩa các cái cấu trúc các cái file đó. Và nó sẽ có một cái bộ phận nó gọi là file handling routing để anh chị điều khiển các cái file mong muốn. Đó thì anh chị thấy đây là nhìn ở mức độ bên ngoài. Thì anh chị thấy rõ ràng là với hai bài toán của một cái công ty thì tôi sẽ có hai cái hệ thống tập tin khác nhau. Thì dẫn ra một chuyện, thì nếu tổ chức hệ thống tập tin như vậy đó thì cái sự trùng lắp thông tin giữa các hệ thống tập tin này là khá lớn. Tại vì ví dụ anh chị thấy ngay, tôi quay lại cái bài toán quản lý ngân hàng hồi nãy tôi nói. Thì khi trong quản lý ngân hàng thì một cái khách hàng có thể có vừa có tài khoản cá nhân, vừa có tài khoản tiết kiệm, vừa có tài khoản vay. Do đó mà thông tin của cá nhân anh ta, ví dụ như là họ tên, ví dụ như số chứng minh nhân dân, ví dụ như là địa chỉ, thì sẽ tồn tại ở cả ba hệ thống tập tin đó. Cái sự trùng lắp thông tin này nó gây ra chuyện gì? Thì anh chị thấy ngay, cái sự trùng lắp thông tin này nó sẽ gây ra một cái chuyện là có thể có một cái thời điểm nào đó thông tin về một ông khách hàng sẽ không nhất quán trong cái hệ thống thông tin của ngân hàng. Cụ thể tình huống như vậy, giả sử là tôi thay đổi địa chỉ, tôi thay sổ số điện thoại, thì tôi đến tôi báo với cái hệ thống quản lý tài khoản cá nhân, tôi nói tôi đổi địa chỉ rồi, tôi đổi số điện thoại rồi, thì cái hệ thống quản lý tài khoản cá nhân họ sẽ update thông tin ở trong cái hệ thống file của họ. Nhưng mà vì tài khoản vay và tài khoản tiết kiệm thì tôi không muốn đổi đa đồng tới, tại vì rất lâu ngày tôi mới đụng tới những cái tài khoản đó. Thì cái thông tin của tôi ở trong hai cái hệ thống tập tin là tài khoản vay và tài khoản tiết kiệm thì vẫn là địa chỉ cũ, vẫn là số điện thoại cũ. Điều đó dẫn tới một chuyện là không nhất quán thông tin về một đối tượng bên ngoài, đó là đối tượng là tôi, được biểu hiện ở trong cái hệ thống thông tin của ngân hàng là khác nhau. Địa chỉ và số điện thoại của tôi bên hệ thống tập tin của tài khoản cá nhân thì khác, và của tài khoản tiết kiệm thì khác, tài khoản vay thì khác. Do đó nếu ngân hàng mà họ muốn gửi thơ cho tôi chẳng hạn, thì nếu họ in cái thơ mời ra từ ba hệ thống khác nhau thì rất có thể họ gửi tới ba địa chỉ khác nhau, chứ họ không gửi tới một địa chỉ. Đó, cái đó họ gọi là tình huống không nhất quán dữ liệu, có nghĩa là một đối tượng ở trong thế giới thực đã được thông tin về một đối tượng trong thế giới thực đã được lưu trữ khác nhau trong hệ thống tin học của cái công ty đó nói chung
tại vì cách tổ chức của họ là tổ chức theo các cái tập tin. Anh chỉ thấy nếu anh nhìn lại cái hình thế này và cái hình thế này bằng tiếng Anh thì anh chỉ thấy cái hai cái hệ thống tập tin là sales file và contract file, nó sẽ chứa rất nhiều thông tin trùng nhau. Anh chỉ thấy nó chứa rất nhiều thông tin trùng nhau. Và ví dụ như anh chỉ thấy tôi lấy cụ thể, ví dụ như là cái property number nó có tồn tại ở đây, nó property number nó có tồn tại ở kia, rồi street, city, postcode, vân vân. Có nghĩa là nó sẽ có thông tin trùng lắp nhau rất nhiều. Và khi mà có sự trùng lắp thông tin như vậy thì có thể dẫn đến cái việc là tôi update chỗ này, tôi quên update chỗ kia, tôi sửa chỗ này, tôi quên sửa chỗ kia, vân vân, dẫn tới cái sự không nhất quán. Đó là cái điểm bất lợi của cái việc tổ chức theo cái hệ thống tập tin. Đó, cụ thể, cái slide này sẽ nói với anh chị về các cái giới hạn của hệ thống tập tin. Đó là dữ liệu nó tách biệt và không chia sẻ. Có nghĩa là dữ liệu của tập tin bên quản lý tài khoản cá nhân tách biệt với dữ liệu của tập tin bên hệ thống tài khoản vay, tách biệt với dữ liệu của hệ thống tập tin bên tài khoản tiết kiệm, nó không có chia sẻ với nhau. Cái thứ hai là sự trùng lắp, như tôi nói hồi nãy, là dữ liệu nó trùng lắp giữa các ứng dụng, nó vừa tốn không gian lưu trữ mà vừa có thể dẫn tới một cái tình huống như tôi nói hồi nãy là không nhất quán. Có nghĩa là dữ liệu của thông tin của một cái đối tượng hay dữ liệu của một cái đối tượng bên ngoài được biểu diễn, được lưu trữ khác nhau ở trong các hệ thống tập tin khác nhau của một cái hệ thống thông tin của một công ty nói chung. Và cái một cái giới hạn nữa của hệ thống tập tin là đó là sự phụ thuộc vào dữ liệu. Có nghĩa là khi anh xây dựng cái cấu trúc của tập tin như thế nào thì cái chương trình anh viết phải khớp với cái cấu trúc đó. Do đó mà nếu cái thông tin là như nhau, nhưng nếu hai hệ thống tập tin tổ chức lưu trữ khác nhau với cấu trúc khác nhau thì hai cái chương trình để khai thác thông tin đó là phải khác nhau hoàn toàn. Không có thể mà dùng chung được. Do đó cái tính phụ thuộc vào dữ liệu là rất lớn. Anh phải tùy thuộc vào cấu trúc anh tổ chức như thế nào, anh sẽ phải viết chương trình theo đúng cái cấu trúc đó. Cái yếu tố nữa là cái định dạng tập tin thì nó không tương thích. Như tôi nói hồi nãy là khi anh tổ chức cái cấu trúc tập tin ở hệ thống tài khoản cá nhân khác với tổ chức tập tin ở cái tài khoản vay, khác với tổ chức tập tin ở bên tài khoản tiết kiệm, thì anh không thể trao đổi thông tin với nhau được một cách đơn giản. Anh không thể đơn giản chép thông tin từ đây qua được, mà tại vì anh phải làm một cái chương trình chuyển đổi dữ liệu từ cấu trúc này sang cấu trúc khác thì nó rất mất công, rất phức tạp và dẫn tới là cái việc chia sẻ dữ liệu của nhau rất là khó. Cái câu truy vấn thì bị cố định cho trước, thì thực ra cái này là hệ quả của việc phụ thuộc dữ liệu. Vì khi anh chỉ thiết kế một cái bài toán theo một cái cấu trúc dữ liệu nào đó thì cái chương trình, cái thuật toán để truy xuất dữ liệu theo cấu trúc đó là nó bị cố định, nó bị gắn cứng với cái cấu trúc dữ liệu anh chị đã thiết kế. Cái chương trình đó anh chị không thể mang sang khai thác ở một cái cấu trúc khác. Chính vì vậy mà ở đây người ta có một cái ý là câu truy vấn nó bị cố định cho trước. Mỗi chương trình truy xuất thì được phát triển cố định cho một loại câu hỏi, phát triển cố định cho một loại cấu trúc dữ liệu bên dưới, chứ không có linh hoạt được. Do đó mà tính từ những cái điểm hạn chế của hệ thống tập tin như vậy, người ta muốn có một cái cách tổ chức khác. Làm sao thì những cái điểm hạn chế này có thể giới hạn bớt những cái điểm mà yếu này đi. Dĩ nhiên người ta khó mà xử lý tất cả các điểm yếu này. Người ta hy vọng đưa ra là một cái cách tổ chức mới mà bảo đảm là các cái điểm yếu này này nó sẽ được làm giảm đi tới mức tối thiểu. Cái cách tiếp cận đó người ta gọi là cách tiếp cận cơ sở dữ liệu. Thì anh chị thấy tôi nói trước cũng với cái bài toán quản lý ngân hàng hồi nãy. Vậy thì thay vì anh thiết kế dữ liệu thành 3 hệ thống tập tin riêng lẻ, họ đề nghị anh gom dữ liệu thành một chỗ đi. Anh thiết kế dữ liệu lưu tại một chỗ và một lần thôi. Sau đó các cái ứng dụng truy cập trên dữ liệu đó, và dù 3-4 ứng dụng đi nữa thì chỉ cũng lấy dữ liệu từ một nơi, nhất quán, không có sai lệch. Thì hy vọng cái chuyện trùng lắp là không tồn tại. Hy vọng cái chuyện không nhất quán là không xảy ra. Và còn những cái chuyện khác như vậy là không phụ thuộc vào dữ liệu, câu linh hoạt, câu truy vấn linh hoạt hơn vân vân, thì họ phải đề ra những cái mô hình để họ bảo đảm những chuyện đó. Nhưng mà trước tiên anh chị thấy là nếu với cái ý tưởng là tập trung dữ liệu lại một chỗ và mỗi dữ liệu được lưu một lần duy nhất thôi, thì ít nhất là mình giảm được trùng lắp, mình bảo đảm tính nhất quán. Sau đó nếu họ có một cái mô hình dữ liệu tốt nữa thì bảo đảm được cái sự độc lập với cấu trúc dữ liệu bên dưới, bảo đảm được cái câu truy vấn là không cần phụ thuộc vào cái cấu trúc dữ liệu, bảo đảm là tôi có thể chia sẻ dữ liệu một cách rất là hiệu quả anh chị ha. Thì cái ý tưởng đó dẫn tới cái ý tưởng cơ sở dữ liệu.
Rồi tôi quay lại cái hình ảnh được trình bày ở trên trên màn hình, thì cái hình ảnh này cũng cho thấy là với hai cái hệ thống hồi trước mà hệ thống về bán hàng và hệ thống về quản lý hợp đồng, thì thay vì hồi trước để hai cái hình trụ đại diện cho hai hệ thống tập tin cho hai bài toán đó, thì bây giờ người ta gom lại một cái hình trụ duy nhất thôi, trong đó chứa toàn bộ dữ liệu của cơ sở của cái công ty này, và cơ dữ liệu được chứa trong đó bây giờ được gọi là một cơ sở dữ liệu. Và bây giờ để thao tác cái cơ sở dữ liệu đó, người ta không phải có những cái hai cái hệ thống quản lý tập tin riêng lẻ như ngày xưa, mà người ta chỉ dùng một cái hệ thống duy nhất, người ta gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mà viết tắt ở đây là chữ DBMS, từ bốn chữ Database Management System. Và sau đó thì các cái chương trình ứng dụng thì họ phát triển, nhưng họ đều thông qua cái chương trình quản trị cơ sở dữ liệu này để truy cập cái dữ liệu đến cơ sở dữ liệu đó. Thì anh chị thấy với cách tổ chức này này thì làm giảm được sự dư thừa, bảo đảm tính nhất quán, và nếu cái DBMS này dựa trên một cái mô hình tốt thì là bảo đảm được tính độc lập với dữ liệu lưu trữ bên dưới, làm cho phép người ta phát triển ứng dụng mà ta không cần quan tâm tới cái cấu trúc dữ liệu vật lý bên dưới, rất linh hoạt, và lúc đó dữ liệu cũng được chia sẻ một cách là hiệu quả nữa. Như vậy khi khai thác một cái cơ sở dữ liệu thì có hai điểm là anh chị phải có một cái cách tổ chức cơ sở dữ liệu tốt, và anh chị phải có một cái hệ phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu giúp anh chị làm cái chuyện thiết kế triển khai cơ sở dữ liệu và sau đó khai thác cái cơ sở dữ liệu đó. Đó, cái ý tưởng của cơ sở dữ liệu là như vậy. Đó, vậy thì là đây muốn nhắc lại một tí về cái đặc điểm gửi dữ liệu trên cơ sở dữ liệu. Như tôi nói hồi nãy thôi, đây là chỉ là cái slide tổng kết lại. Dữ liệu lưu trữ trên cơ sở dữ liệu thì độc lập với chương trình, có nghĩa là tôi thiết kế dữ liệu như vậy, sau này chương trình nào muốn viết muốn khai thác gì thì cứ viết mà không cần phải quan tâm tới chi tiết cấu trúc cài đặt của tôi. Dữ liệu bây giờ được quản lý tập trung, không phải rời rạc theo từng ứng dụng một. Cái dữ liệu bây giờ được chia sẻ cho nhiều ứng dụng khác nhau, như anh chị thấy hồi nãy dữ liệu nằm một chỗ nhưng mà cho phép chia sẻ cho nhiều ứng dụng khác nhau. Dữ liệu được bảo đảm an toàn và dữ liệu được ít dư thừa. Tại vì khi mà anh chị tập trung lại như vậy, anh chị giao cho một cái người quản trị duy nhất thì chắc chắn là cái sự an toàn có thể bảo đảm hơn là anh chị phân ra cho nhiều người quản lý và rồi kiểm soát những người quản lý đó, thì cái độ an toàn có thể nó thấp hơn là giao cho một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu quản lý. Rồi, thì bây giờ chúng ta sang một cái định nghĩa một cách chính thức. Vậy thì cơ sở dữ liệu là gì? Ý tưởng về cơ sở dữ liệu là tập hợp dữ liệu lại, làm sao mà chia sẻ cho nhiều ứng dụng vân 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 như vừa rồi trình bày. Như vậy định nghĩa cơ sở dữ liệu cụ thể là gì? Thì họ định nghĩa rằng là cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc chặt chẽ nhằm phục vụ, hay nói cách khác là chia sẻ cho nhiều mục tiêu hay nhiều ứng dụng khác nhau một cách có chọn lọc. Thì trong định nghĩa này anh chị để ý là trong định nghĩa này thì vậy thì là cơ sở dữ liệu về mặt bản chất nó là một tập hợp dữ liệu, nhưng mà cái tập hợp dữ liệu đó không phải là hỗn lốn mà muốn để cái gì vào với nhau cũng được, nhưng mà tập hợp dữ liệu đó nó được phải tổ chức theo một cấu trúc chặt chẽ. Cái cấu trúc này rất quan trọng, nó bảo đảm cái tính nhất quán dữ liệu, nó bảo đảm cái tính ít dư thừa của dữ liệu vân vân. Và khi tôi tổ chức dữ liệu được dưới một cái cấu trúc chặt chẽ như vậy, mục tiêu tôi làm cái gì? Mục tiêu là tôi chia sẻ hay tôi phục vụ nhiều ứng dụng khác nhau. Các ứng dụng khác nhau cứ truy cập vào cái khối dữ liệu được tổ chức tốt đó, vậy là anh có thể làm việc được. Nhưng mà nếu chỉ nói là tôi gom dữ liệu lại, tôi tổ chức tốt để tôi chia sẻ mà không có sự kiểm soát thì cũng không ổn. Tại vì mọi người sẽ truy cập vào đó và mọi người rất có thể người này làm tốt, người kia làm không tốt và nó phá vỡ cái dữ liệu trên cơ sở dữ liệu. Cho nên nó phải có một cái điều kiện là với nhiều mục tiêu khác nhau đó, như một cách có chọn lọc, ai được làm gì với cái dữ liệu, ai có trách nhiệm như thế nào với cơ sở dữ liệu đó được khai báo một cách mạch lạc tường minh để mà có thể kiểm soát được cái việc khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Đó, do đó chị thấy là chị nhổ chỗ mà tôi highlight lên màu đỏ đó, xem như được cái điểm chính trong một cái định nghĩa về một cái cơ sở dữ liệu. Thì những cái ví dụ thì anh chị thấy là trong các tất cả các ứng dụng trong quản lý, bất cứ một cái ngân hàng, bất cứ một cái xí nghiệp nào đó có ứng dụng công nghệ thông tin, bất cứ một cái tổ chức nào đó có ứng dụng công nghệ thông tin, thì chắc chắn đằng sau lưng của cái ứng dụng đó phải có một cái cơ sở dữ liệu để chứa những cái dữ liệu liên quan tới cái bài toán đó. Ví dụ như những cái cơ sở dữ liệu về nhân viên của công ty, những cái cơ sở dữ liệu về hàng hóa của công ty, những cái cơ sở dữ liệu về các cái giao dịch buôn bán gì vân vân, tất cả những cái thông tin đó đều lưu dưới dạng cơ sở dữ liệu. Rồi, và như hồi nãy tôi nói thì là nếu nói về cơ sở dữ liệu như vậy thôi mà không cung cấp công cụ, không cung cấp cái cách để làm sao xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu
thì sẽ rất khó. Do đó mà những cái hãng làm phần mềm họ cung cấp các cái hệ thống phần mềm để cho phép anh chị xây dựng cơ sở dữ liệu, thao tác cơ sở dữ liệu và kiểm soát truy xuất dữ liệu. Các phần mềm đó nó gọi là các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, viết tắt của 4 chữ DBMS mà hồi nãy tôi có nói sơ qua đó. Thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu nói tóm là gì? Nó là một cái hệ phần mềm chứ nó không phải dữ liệu. Hồi nãy cơ sở dữ liệu là một cái tập hợp dữ liệu, còn hệ quản trị cơ sở dữ liệu lại là một cái hệ phần mềm. Hệ phần mềm này cho phép người ta xây dựng cơ sở dữ liệu, cho phép người ta thao tác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu và cho phép người ta kiểm soát cái việc truy xuất dữ liệu trên cơ sở dữ liệu đó. Anh chị thấy phân biệt về dùng có hai loại là dữ cơ sở dữ liệu là nói tới dữ liệu, còn hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì nói tới phần mềm. Thì anh chị có thể thấy rất có thể anh chị đã quen với cái phần mềm là Microsoft Access trong cái bộ Microsoft Office của Microsoft. Đó cũng là một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nhưng mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó ở đơn giản ở máy đơn, quản trị những cái cơ sở dữ liệu nhỏ thôi, v.v. Trong môn này thì phần thực hành có thể anh chị sẽ phải làm trên Microsoft SQL Server, một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu của hãng Microsoft. Phần nó ở cái mức độ quản trị những cái cơ sở dữ liệu lớn hơn cho những cái công ty nhỏ và vừa. Rồi sau đó có những cái hệ quản trị cơ sở rất lớn, ví dụ như Oracle, như DB2 chẳng hạn. Thì đây là tên của các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà nổi tiếng trên thị trường. Đó, cho nên chị thấy là khi nói tới khái niệm cơ sở dữ liệu thì chị phân biệt anh chị có một hệ cơ sở dữ liệu mạnh thì chưa chắc anh chị có một cái cơ sở dữ liệu tốt. Tại ví dụ có một công ty họ mua một cái phần mềm cơ sở quản trị cơ sở dữ liệu rất mắc tiền, ví dụ như Oracle. Họ mua một hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất là như vậy. Nhưng mà họ không biết cách xây dựng, họ không biết cách tổ chức dữ liệu thì họ cũng không chắc có được một cái cơ sở dữ liệu tốt để khai thác một cách hiệu quả, phục vụ cho cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác thông tin của công ty đó. Do đó hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh là một chuyện, nhưng mà rồi còn anh chỉ có biết cách tổ chức cái cơ sở dữ liệu của thông tin của công ty anh chị một cách tốt hay không, hiệu quả hay không, để khai thác hiệu quả hay không thì đó là một vấn đề khác. Anh chị thấy do đó mà khi học về cơ sở dữ liệu, chính vì vậy mà họ học gần như là có ba phần. Phần thứ nhất là học làm sao để khai thác một cơ sở dữ liệu trên một cái mô hình dữ liệu nào đó. Ví dụ như là tôi có một cơ sở dữ liệu, làm sao tôi học tôi khai thác. Rồi sau đó khi tôi khai thác được, tôi làm việc với cơ sở dữ liệu một cách khá thuần thục rồi, thì tôi nhắm tới là làm sao tôi thiết kế. Có nghĩa là từ một cái bài toán thực tế như vậy, làm sao tôi biết là hồ sơ sổ sách trong bài toán thực tế như vậy nếu đưa lên máy tính thì phải thiết kế một cái cơ sở dữ liệu như thế nào thì mới lưu trữ được những cái hồ sơ, những cái thông tin của xí nghiệp đó một cách hiệu quả. Đó, do đó anh chị có thể tưởng tượng đơn giản vậy thôi. Thay vì ngày xưa trong một cái xí nghiệp hay một cái công ty, tất cả hồ sơ sổ sách là lưu trên giấy và có hàng loạt hồ sơ sổ sách, hàng loạt báo cáo. Mỗi lần nhân viên mà muốn làm việc gì đó thì họ phải lục sổ sách này, lục báo cáo kia rồi mới viết ra những cái báo cáo mới để gửi lên phía này phía kia. Thì bây giờ với sự ứng dụng của công nghệ thông tin, hay nói cụ thể hơn là với cái sự ra đời của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thì sẽ giúp cho họ biết cách tổ chức toàn bộ cái thông tin lưu trữ trên giấy đó lên trên máy tính. Và khi anh đã tổ chức lưu trữ toàn bộ cái thông tin mà thay vì ngày xưa làm trên giấy đó lên trên máy tính dưới dạng một cơ sở dữ liệu, sau đó anh chỉ dùng một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu để viết những cái chương trình để khai thác nó, thì sau đó tất cả những cái báo cáo, những cái gì có thể làm tự động được bằng máy. Đó, nên để anh chị thấy là do đó cái việc nghiên cứu cơ sở dữ liệu là thật sự rất cần thiết trong các cái bài toán ứng dụng. Tại vì thực ra trong các bài toán ứng dụng, thì anh chị thấy là bài toán quản lý ngân hàng hay bài toán quản lý về kế toán của tất cả các công ty, bài toán quản lý về nhân sự, bài toán quản lý về cung ứng hàng hóa, v.v. thì anh chị thấy những cái tính toán của những bài toán đó là không phức tạp, cộng trừ nhân chia là hết, chả có ai làm gì tới phức tạp khủng khiếp mà không tính toán nổi. Nhưng trái lại, khối lượng dữ liệu của các cái bài toán đó là rất lớn. Ví dụ một ngân hàng có thể có tới hàng triệu tài khoản, một ngày có thể có tới hàng chục triệu giao dịch chẳng hạn như vậy, thì những cái dữ liệu nó phát sinh trong những bài toán đó là rất lớn. Nếu anh chị tổ chức lưu trữ dưới dạng một cơ sở dữ liệu trên máy tính mà tốt, thì anh chị có thể được khai thác cái cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả để đáp ứng cái yêu cầu của bài toán. Và do đó mà trong tất cả các hệ thống ứng dụng, như tôi nói từ đầu, thì luôn luôn phải có một cái cơ sở dữ liệu đằng sau. Và muốn làm cơ sở dữ liệu thì anh chị phải biết
thiết kế cơ sở dữ liệu đó, chị phải biết khai thác cơ sở dữ liệu đó. Nhưng mà mình học thì mình lại học ngược, là mình học không học thiết kế trước, tại vì thiết kế nó quá phức tạp, đòi hỏi anh chị cần phải nhiều kinh nghiệm hơn, thì mình học khai thác trước. Do đó là trong môn này anh chị sẽ thấy là mình tiếp cận theo kiểu giả sử có ai đó đã thiết kế cho tôi một cái cơ sở dữ liệu, thì tôi phải khai thác cái cơ sở dữ liệu đó làm sao cho hiệu quả. Tôi làm sao tôi hiểu được cơ sở dữ liệu đó và tôi khai thác cho hiệu quả. Chứ trong môn này thì mình không tập trung vào cái vấn đề thiết kế. Anh chị phân biệt vậy ha. Ở một cái môn cao hơn thì anh chị sẽ học cái cách thiết kế một cái cơ sở dữ liệu. Nhưng mà trong môn này thì chúng ta sẽ quan tâm làm sao, à nếu có một cơ sở dữ liệu cho trước thì tôi hiểu được nó là cái gì vậy. Và khi tôi hiểu được nó thì tôi khai thác được nó. Đó là mục tiêu của môn này. Rồi cho đó mà muốn hiểu một cái cơ sở dữ liệu thì họ phải đề nghị anh chị phải có một các cái góc nhìn khác nhau về cơ sở dữ liệu để anh chị có thể tiếp cận tới nó. Cho nên anh chị thấy như cơ sở dữ liệu như một khối gì đó hổ lốn thì nó cũng phức tạp không kém cái khối hồ sơ sổ sách bằng tay, thì đó là anh chị rất khó tiếp cận. Anh chị tưởng tượng anh chị tới một cái công ty được giao một công việc gì đó và người ta nói à đó, công việc của em sẽ làm liên quan tới một lô sổ sách đằng trong các cái tủ này. Thì mình nhìn thấy cái đám sổ sách đó thì mình hoảng hồn, không biết là sẽ phải tìm kiếm ở đâu, sẽ phải lấy dữ liệu như thế nào, vân vân vân. Thì tương tự cũng vậy, nếu mà nói là à bây giờ anh chị làm, thay vì làm tay, anh chị sẽ làm trên máy và có một cái cơ sở dữ liệu kiểu này đây, anh chị khai thác đi, thì mình không có một cái cách tiếp cận cho tốt thì mình sẽ rất khó hiểu cái cơ sở dữ liệu đó là cái gì. Do đó mà muốn hiểu một cơ sở dữ liệu đó, người ta phải nhìn cái cơ sở dữ liệu đó theo ba mức. Mức đầu tiên trên này mà nó gọi là mức bên ngoài hay là mức khung nhìn, từ cái chữ view của tiếng Anh thì tiếng Việt mình dịch ra là mức khung nhìn, nghe nó cũng chưa ổn lắm nhưng mà có thể gọi nó là mức ngoài hay là mức view. Thì cái mức khung nhìn này là cái gì? Là các cái góc nhìn khác nhau của các cái ứng dụng lên trên cái cơ sở dữ liệu. Tại sao lại bây giờ lại có cái chuyện các góc nhìn khác nhau như vậy? Tại vì anh chị tưởng tượng là như mình nói hồi nãy, là mình cố gắng tập trung dữ liệu thành một cái cơ sở dữ liệu, xong rồi các cái ứng dụng khác nhau sẽ truy cập cái dữ liệu chung này. Nhưng mà mỗi ứng dụng như vậy thì sẽ được thấy phần dữ liệu mà mình được cho phép thấy. Điều đó là quan trọng. Có nghĩa là mỗi ứng dụng như vậy họ sẽ không thấy được toàn bộ dữ liệu đang có trên cơ sở dữ liệu. Họ chỉ được thấy phần dữ liệu họ được cho phép thấy. Ví dụ anh chị thấy, tôi lấy lại cái bài toán quản lý ngân hàng hồi nãy. Bây giờ nếu tôi tổ chức dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu, thì tất cả thông tin của một khách hàng tôi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, thông tin về tài khoản cá nhân của ông, thông tin về tài khoản tiết kiệm của ông, thông tin về tài khoản vay của ông, tất cả tồn tại trên cơ sở dữ liệu. Nhưng mà rồi cái anh quản lý tài khoản cá nhân khi ảnh đăng nhập vào hệ thống thì ảnh chỉ được phép thấy thông tin tài khoản cá nhân thôi. Ảnh không được thấy những cái khoản vay của người này, ảnh không được thấy được những khoản tiết kiệm của người này. Còn cái anh làm có trách nhiệm tiết kiệm khi đăng nhập vào hệ thống thì anh chỉ thấy những khoản tiết kiệm của người này thôi, chứ không thấy những cái khoản khác, ví dụ như vậy. Đó là những cái góc nhìn khác nhau tùy những cái ứng dụng khác nhau. Rồi sau đó thì là dĩ nhiên nó cũng sẽ có một cái góc nhìn tổng thể, nó gọi là cái lược đồ quan niệm. Ở đây anh chị thấy là cái chữ tiếng Anh ở đây là conceptual schema. À thì tại sao ở đây mà tôi dạy tôi luôn luôn phải nói một tí tiếng Anh tí tiếng Việt như vậy? Không phải là tại vì muốn xính ngòi rồi muốn nói tiếng Anh tiếng Việt thôi, nhưng mà khổ nỗi tại vì là do cái thuật ngữ tin học của chúng ta hiện nay nó chưa nhất quán. Do đó có những cái từ tiếng Việt thì được dịch khác nhau từ một cái khái niệm tiếng Anh. Do đó mà tôi phải buộc dùng những cái khái niệm tiếng Anh để anh chị quen là à, từ tiếng Anh là vậy. Tôi dùng cái từ dịch trong cái ngữ cảnh của tôi vẫn như vậy. Có thể người khác họ dịch khác, ra tiếng Việt khác. Thì anh chị vẫn biết à, gốc bản chất của nó là cái từ tiếng Anh là từ này. Và anh chị nên ghi nhớ những cái từ tiếng Anh này. Để cụ thể hơn nữa là anh chị có thể đọc được những cái tài liệu chuyên môn mà bằng tiếng Anh. Do đó chị thấy là cái mức quan niệm này là thực ra là cái mức tổng thể tất cả những cái gì có trên cơ sở dữ liệu. Vậy ai có thể thấy cái mức này? Thì chỉ có những người quản trị cơ sở dữ liệu mà họ hay gọi là những cái ông DBA, là Database Management, DBA, Database Administrator, xin lỗi, đó là Database Administrator, là cái người quản trị cơ sở dữ liệu, họ mới thấy toàn bộ cái mức khái quan niệm này thôi. Và sau đó là thì các cái mức quan niệm đó chỉ là diễn tả bên ngoài cho dễ hiểu, chứ mức quan niệm đó sẽ được cài đặt lên trên máy tính với một cái cấu trúc
vật lý cụ thể nào đó, thì cái đó gọi là mức bên trong, internal schema. Thì cái internal schema là cái lược đồ bên trong theo một cái mô hình dữ liệu nào đó. Và cuối cùng thì đó là cái physical organization ở bên dưới, đó là cái dữ liệu được lưu trữ thật sự trên cơ sở dữ liệu. Tôi nói nôm na như vậy để chị dễ hiểu. Ví dụ có ai đã xài Microsoft Access rồi thì anh chị thấy, ủa Microsoft Access họ làm trên các khái niệm, các cái table, mỗi cái table là một cái bảng hai chiều đó, chị chỉ cần việc điền vô các cái bảng đó vân vân. Nhưng mà rồi nguyên cái cơ sở dữ liệu có bao nhiêu bảng, các cái bảng nó liên quan như thế nào, thì đó là mức quan niệm. Sau đó còn cái câu hỏi tiếp theo là các cái bảng đó nó được tổ chức như thế nào ở trong cái file ở trên hệ điều hành, thì lúc đó là cái đó là cái mức tổ chức vật lý bên dưới. Anh chị thấy nó có các mức khác nhau như vậy. Thì thường thường cái mức view bên ngoài đó là các cái góc nhìn của những cái người phát triển ứng dụng cho từng ứng dụng một. Cái mức khái niệm và cái mức bên trong đó là cái góc nhìn của cái người quản trị cơ sở dữ liệu và người thiết kế cơ sở dữ liệu, thì anh ta mới thấy được tổng thể bên trong thôi anh chị ha. Do đó mà khi mình tìm hiểu một cái cơ sở dữ liệu thì chắc chắn mình sẽ không nên nhào vô ngay tìm hiểu từ cái mức vật lý mình đi ngược lên, tại vì nó sẽ rất là phức tạp. Cái mức vật lý nó rất là phức tạp ở bên dưới. Cái cách tiếp cận là nên đi từ bên trên xuống, có nghĩa là anh sẽ phải tìm hiểu ở từng cái góc nhìn khác nhau để anh chị nắm các cái góc nhìn đó. Sau đó anh chị tổng hợp các cái góc nhìn này để anh chị có cái góc nhìn tổng thể, độc lập với công cụ cài đặt, độc lập với máy tính. Rồi sau đó nếu anh chị muốn thì anh chị mới chuyển xuống mức dưới để hiểu là cái đó nó được cài đặt trên máy tính như thế nào, làm sao tôi can thiệp bên dưới sâu hơn vân vân nếu anh chị muốn. Tại sao tôi nói là nếu muốn? Tại vì nếu anh chị không cần hiểu cái đó thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó cũng giúp anh chị làm, mà anh chị không cần hiểu sâu gì bên mức vật lý hết trơn. Anh chị chỉ cần hiểu đến mức quan niệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông qua một số cái công cụ hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép, thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ tự động tổ chức dữ liệu ở mức bên dưới mức vật lý cho anh chị, mà anh chị không cần quan tâm đây đó anh chị ha. Như vậy thì là còn đây là một cái ví dụ để anh chị có thể thấy cụ thể hơn, nhưng mà ví dụ này thì là hơi bằng tiếng Anh, nó hơi có chiều tí. Ví dụ như ở đây tôi lấy từ trong một cuốn sách, ở cái mức đột nhìn bên ngoài thì anh chị thấy là nhìn đây là dữ liệu về một cái nhân viên, thì tôi có mã số nhân viên, tôi có họ tên, tôi có tuổi, tôi có mức lương của nhân viên đó. Ở mức nhìn 2 thì họ không thấy được cái mức lương, nhưng mà họ lại thấy mã số nhân viên, họ thấy tên và họ thấy cái chi nhánh mà nhân viên nó thuộc về. Đó là do hai cái bài toán ứng dụng khác nhau thì họ chỉ thấy hai đoạn của dữ liệu thôi. Nhưng mà thực ra hai đoạn đó nó được tổ chức bên trong thành một cái khái niệm lớn, là ở cái concept level là bao gồm cả cái tập hợp dữ liệu này. Và nếu ở nói ở mức mà cài đặt bên trong thì nguyên cái tập hợp dữ liệu này nó được cài đặt dưới dạng một cái cấu trúc của một cái ngôn ngữ lập trình, ví dụ một cái structure stuff gì đó vân vân vân. Thì anh chị thấy là rõ ràng là nếu ngày xưa anh chị lập trình mà thì anh chị phải quan tâm tới cái cấu trúc vật lý bên dưới là cái structure này vân vân để anh chị làm việc. Nhưng mà thực ra bây giờ nếu anh chị làm việc với cơ sở dữ liệu đó thì với thông qua một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, anh chị không cần quan tâm tới cái mức bên trong như sâu này, anh chị chỉ cần quan tâm tới mức ngoài và mức quan điểm thì anh chị vẫn có thể làm việc được với cơ sở dữ liệu. Thì cái slide này tổng kết một tí những cái điều tôi vừa nói thôi. Mức không nhìn là góc nhìn khác nhau của mỗi nhóm người sử dụng cơ sở dữ liệu. Mỗi nhóm người sẽ có một góc nhìn trên cái cơ sở dữ liệu đó khác nhau. Hay nói cách khác là họ thấy một phần dữ liệu của cơ sở dữ liệu mà không được thấy hết cái cơ sở dữ liệu. Trong lúc đó mức quan niệm là mức nhìn tổng thể về cơ sở dữ liệu. Đây là cái góc nhìn của người có trách nhiệm quản trị cái cơ sở dữ liệu. Còn mức vật lý bên trong là của những người phát triển, những cái người thiết kế cơ sở dữ liệu có thể thấy nhìn ở cái góc độ này. Rồi thì tại sao mà khi tôi phải chia dữ liệu thành ba mức như vậy để làm cái gì? Và mục tiêu như vậy thì mục tiêu của việc mà khi quan điểm cái cơ sở dữ liệu thành ba mức như vậy đó, để tôi làm sao tôi bảo đảm cái người phát triển ứng dụng bên ngoài không cần quan tâm tới cái mức vật lý bên trong. Cái tính chất đó cực kỳ quan trọng, nó gọi là tính độc lập dữ liệu. Thì nó có hai cái mức độc lập, người ta gọi là độc lập logic. Nếu anh thích, anh có thể đưa ra được một cái mô hình cơ sở dữ liệu mà bảo đảm cái độc lập logic, có nghĩa là anh thay đổi cái mô hình quan niệm bên trên
thì nó làm không làm thay đổi lượt đồ ngoài hay không phải viết lại chương trình ứng dụng. Có nghĩa là anh thay đổi cái lượt đồ logic, lượt đồ quan niệm thì không ảnh hưởng gì tới cái lớp bên ngoài cũng như không ảnh hưởng đến cái lớp bên trong. Còn độc lập vật lý là gì? Là khi anh thay đổi các cái cấu trúc tổ chức dữ liệu vật lý bên dưới thì không làm thay đổi chương trình ứng dụng. À, nói như vậy hơi khó hiểu nhưng mà tôi lấy ví dụ cụ thể như vậy này. Nếu chị nào đã phát triển ứng dụng trên Microsoft Access hoặc có thể chưa phát triển ứng dụng trên Microsoft Access nhưng mà giờ đã dùng những cái phần mềm của Microsoft, cứ nhìn đơn giản như cái file Word đi, thì anh chị thấy là rõ ràng Microsoft Access ở version mà hồi năm 2000 thì khác cái version 2005. Nhưng mà nếu một cái chương trình của anh chị đã viết ở năm 2000 thì đem qua version 2005 thì chắc chắn nó vẫn còn chạy được. Dù cái tổ chức bên dưới của 2000 là khác hoàn toàn 2005 thì cái đó là độc lập vật lý. Có nghĩa là tôi không cần quan tâm là Microsoft Access hồi 2000 họ tổ chức dữ liệu ra làm sao tôi viết chương trình. Đến khi lên 2005 có thể tổ chức bên dưới nó đổi rồi, chương trình tôi vẫn chạy. Cái đó gọi là độc lập vật lý. Hay cũng giống như một cái file Word, mình chỉ view soạn bởi Word 97 thì chắc chắn cái file đó nó được tổ chức, cấu trúc bên dưới là khác hoàn toàn cái file được tổ chức bên cái Word 2010. Nhưng mà anh chị dùng 2010 anh chị vẫn mở được cái file Word 97. Ngược lại thì dĩ nhiên không được, phải không ạ? Nhưng mà rõ ràng như vậy là tôi cũng bảo đảm được cái tính độc lập vật lý. Tôi không cần biết cái tổ chức vật lý làm sao, tôi cái ứng dụng trên tên của tôi vẫn chạy được. Còn độc lập logic là sao? Độc lập logic là khi anh chị có một cái cơ sở dữ liệu ở mức quan niệm, anh chị thay đổi cái quan niệm đó, anh chị thêm vô một cái trường, anh chị sửa tên một cái trường, vân vân vân, thì những cái ứng dụng nó vẫn còn chạy được. Thì cái độc lập logic như vậy thì là hơi khó bảo đảm hơn. Bảo đảm theo chỉ được ở mức là ví dụ anh chị thêm trường, thêm các cái cột thông tin vô đó, thì cái ứng dụng cũ nó vẫn chạy được. Tại các cái ứng dụng cũ nó không đụng đến những cái cột mới đó, do đó không có vấn đề gì hết, nó vẫn chạy rất tốt. Nhưng mà còn nếu anh chị xóa cột hoặc anh chị sửa tên của cột thì cái quyền độc lập logic là không bảo đảm nữa rồi. Tại vì cái chương trình truy xuất tới cột đó nó không có còn thì chắc chắn nó không thể chạy. Vâng vâng vâng. Đó, nhưng mà rồi họ mong muốn phát triển một những cái mô hình dữ liệu, họ muốn phát triển những cái hệ phần mềm làm sao để càng ngày càng bảo đảm cái tính độc lập này, hai cái tính độc lập này. Càng bảo đảm tính độc lập logic thì rõ ràng những cái chương sự thay đổi của các cái chương trình cũ là càng ít phải làm. Anh thay đổi cái gì đó, không biết chương trình tôi vẫn chạy. Độc lập về mặt vật lý thì anh cứ nâng cấp tổ chức vật lý, anh cứ tổ chức cách khác, cách gì đó tùy anh. Chạy nhanh hơn gì đó vâng tôi không quan tâm. Mà chương trình của tôi bên trên tôi đã viết rồi thì tôi không cần thay đổi nữa. Chứ nếu ngày xưa thì rất khó làm chuyện này. Ngày xưa mà chỉ cần thay đổi cấu trúc vật lý lưu trữ thì hầu như chương trình phải viết lại. Tại cái chương trình ngày xưa nó bị dính chặt với cái cấu trúc lưu trữ vật lý. Tôi đã viết cái thuật toán để phù hợp với cái cách tổ chức vật lý kiểu này. Thì nếu anh đổi cái cách tổ chức vật lý thì chắc chắn chương trình nó phải đổi theo. Chứ anh không thể nào mà bảo đảm cái tính độc lập đó được. Đó, do đó cái hình này để nó mô tả rõ hơn một tí thôi. Là cái sự độc lập logic và sự độc lập vật lý. Em chị ha. Đó thì là độc lập logic. Logical data independence là độc lập giữa cái mức bên ngoài với mức quan niệm. Còn cái là physical independence độc lập giữa mức quan niệm với là mức vật lý. Anh thay đổi mức vật lý nó không làm ảnh hưởng tới mức quan niệm. Và muốn làm được chuyện đó thì người ta phải đưa ra những một số cái mô hình dữ liệu. Vậy thì mô hình dữ liệu là gì? Data model thì nó chung định nghĩa một cái mô hình dữ liệu đó là một mô hình trừu tượng dùng để mô tả dữ liệu và phương thức truy xuất dữ liệu. Đó, vậy thì nói rất là nghe về từ rất là cao siêu là mô hình dữ liệu, nhưng mà thực ra nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là công cụ cho phép tôi mô tả cái dữ liệu và phương thức truy xuất dữ liệu đó, mô tả lại ở mức trừu tượng chứ không phải mô tả ở mức chi tiết. Do đó một cái mô hình luôn luôn nó phải có hai chuyện. Bất cứ mà khi nói tới mô hình nào thì nó phải có một bộ các cái ký hiệu được sử dụng trong mô hình đó và một cái quy tắc để tổ hợp những cái ký hiệu đó, giúp tôi khi tôi dùng ký hiệu đó với đúng cái quy tắc cú pháp đó thì tôi diễn tả được một cái đối tượng nào đó mà tôi muốn mô hình hóa. Do đó ở đây này anh chị thấy nếu mà tôi có một cái cơ sở dữ liệu và tôi tả cái cơ sở dữ liệu đó bằng ngôn ngữ tự nhiên, tôi ngồi tôi tả dông dài cà kê dê ngỗng về những cái dữ liệu tôi có thì rõ ràng là không chắc là tôi tả được một cách mạch lạc, không chắc người khác đọc cái văn bản của tôi tả mà hiểu được. Do đó tôi cần một cái mô hình với những cái cú pháp, những cái ký hiệu hình thức mà chuẩn hơn
Và nếu ai cùng học cái mô hình đó thì khi dùng mô hình đó để biểu diễn thì tôi nhìn cái mô hình đó tôi hiểu được cái đối tượng mà mô hình đó nó biểu diễn. Và do đó thực ra mô hình thì được dùng rất nhiều trong xã hội. À, ví dụ anh chị thấy là cái bản đồ mà anh chị hay dùng để anh chị tới một cái thành phố lạ, đó cũng tạo gọi là một cái mô hình. Anh chị nhìn trên bản đồ đó thôi thì anh chị biết được là, à đây là nó biểu diễn cái đường phố ở cái thành phố này, tôi dựa vào cái bản đồ đó thì tôi tìm đường tôi đi vân vân. Hay cái mô hình ví dụ như anh chị thấy là cái bản vẽ thiết kế của một cái ngôi nhà, đó cũng tạm gọi là một cái mô hình được anh chị ha. Do đó mà mô hình được sử dụng rất nhiều trong 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 thực tế để diễn tả một cái đối tượng thật ở một cái mức trừu tượng và đơn giản dễ hiểu hơn. Thông qua mô hình nó có thể hiểu được cái đối tượng thật. Thì mô hình dữ liệu cũng vậy thôi, nó được dùng để nó mô tả cái dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu. Thì từ ngày cái khái niệm cơ sở dữ liệu ra đời đó thì nó đã phát triển qua nhiều loại mô hình khác nhau. Ví dụ là mô hình đầu tiên mà cơ sở dữ liệu sử dụng nó gọi là mô hình phân cấp. Trong đó họ ảnh hưởng của cái cách tổ chức phân cấp của máy tính. Mà anh chị thấy ngay từ đầu, mà anh chị thấy là trong đĩa cứng thì nó có các cái thư mục chia theo hình cây, thư mục con, thư mục cha vân vân. Thì ngày xưa cơ sở dữ liệu cũng tổ chức theo kiểu đó, theo kiểu phân cấp như vậy. À, nó có những cái đối tượng cha, đối tượng con vân vân. Nhưng mà rồi thì cách trong thực tế thì không phải bao giờ các cái đối tượng trong xã hội cũng tổ chức phân cấp được, mà nó có nhiều cái mối liên hệ phức tạp chứ không phải chỉ có đối tượng cái mối liên hệ phân cấp. Do đó họ phát triển thành cái mô hình mạng network model, trong đó nó có nhiều cái mối liên hệ chằng chịt với nhau chứ không phải chỉ có một cái mối phân cấp một chiều cha con như kiểu cấu trúc phân cấp. Nhưng mà rồi ngay cả đối với mô hình phân cấp và mô hình mạng thì hai cái mô hình này vẫn còn phụ thuộc vào vật lý rất dữ. Có nghĩa là cái người thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình phân cấp hoặc theo mô hình mạng thì phải cái chương trình phải viết theo phụ thuộc vào cái phân cấp đó hoặc là phụ thuộc vào cái kiến trúc của cái mạng đó. Và cái tính độc lập vật lý là rất khó bảo đảm, tính độc lập logic cũng khó bảo đảm. Cho tới những năm 70 thì có một loại mô hình được đề xuất, đó là mô hình quan hệ, relational model. Thì cái mô hình quan hệ đó được đề xuất thì nó rất đơn giản và nó bảo đảm được cái tính độc lập vật lý và độc lập logic rất tốt. Cái mô hình quan hệ này chúng ta sẽ đi học chi tiết ở trong chương 2. Mô hình quan hệ này dựa trên một cái ý tưởng rất đơn giản là dữ liệu tất cả đều được tổ chức dưới dạng các cái bảng hai chiều. Mỗi bảng hai chiều cho họ gọi là một cái quan hệ. Thì tại sao tự nhiên lại có một cái khái niệm bảng hai chiều thì ở đây? Thì nếu anh chị nhìn lại thấy là dù anh chị làm việc bất cứ cơ quan nào, đằng sau lưng anh chị có hàng trăm cuốn sách, cuốn sổ, hàng trăm, hàng triệu đi nữa đó, thì nếu nhìn về cấu trúc các cuốn sổ đó thì anh chị cũng là các anh chị kẻ cột các cuốn sổ đó và chị ghi chép các cái dòng theo các cái cột tiêu chí mà anh chị cần theo dõi. Và khi cuốn sổ mà với các cái cột là các cái tiêu chí cần theo dõi, một dòng thông tin là một đối tượng anh chị cần ghi nhận, vậy thì nó chính là một cuộc bạn hai chiều. Và nếu anh chị thử nhận diện lại thấy là một cái nhân viên họ muốn làm báo cáo thì họ dỡ hết sổ này tới sổ kia, họ coi những cái thông tin đó rồi họ viết thành báo cáo. Và đôi lúc đa phần các cái báo cáo mà bản biểu đó thì nó cũng dưới dạng các cột các dòng như vậy nữa. Và rồi chứng tỏ là trong làm tay lâu nay chúng ta cũng đã làm việc với cái cấu trúc bảng cột dòng. Do đó mà khi muốn mô hình trong máy tính thì họ đưa ra một khái niệm mô hình quan hệ là vậy thì bây giờ trên cơ sở dữ liệu của tôi chỉ gồm là các bảng hai chiều. Mỗi bảng như vậy gồm các cột các dòng, các bảng này kết nối làm sao đó, miễn sao tôi lưu trữ được toàn bộ thông tin của ứng dụng, tôi khai thác được thông tin đó. Chính khái niệm rất là đơn giản như vậy làm cho mô hình quan hệ nó được mọi người tiếp cận và phát triển rất nhanh. Nhưng mà ngoài cái khái niệm đơn giản là dựa trên bảng hai chiều như vậy thì đằng sau người ta có thể mô hình hóa cái bảng hai chiều đó bằng một cái lý thuyết toán học. Và sau đó người ta có thể làm toán ở trên các cái quan hệ đó, trên các cái bảng hai chiều được hình thức hóa đó, và người ta chứng minh được cái sự đúng đắn của nó. Do đó mà cái mô hình này được rất được là các cái nhóm nghiên cứu tập trung, tại vì là chẳng những nó dễ hiểu về mặt trực quan, nó là các cái bảng hai chiều, mà nó còn lại có thể được mô hình hóa bởi một cái công cụ toán học và có thể được chứng minh, có thể được lý luận một cách hình thức trên cái mô hình toán học đó. Do đó mô hình quan hệ phát triển rất là tốt từ những năm 70 cho tới bây giờ là hai mấy ba mấy năm thì nó vẫn phát triển rất là tốt.
Cho tới khi có cái niềm lập trình hướng đối tượng ra đời, lập trình hướng đối tượng ra đời, thì cái mô hình dữ liệu quan hệ bắt đầu thấy hơi có điểm hơi bất cập một tí, tại vì là mô hình quan hệ chỉ lưu dữ liệu mà không lưu các cái xử lý của dữ liệu đó. Trong lúc cái lập trình hướng đối tượng thì họ muốn tích hợp dữ liệu và xử lý vào chung, nhưng mà thực ra là nó không 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 cần phải tới mức như vậy. Do đó mô hình quan hệ cũng phải là sẽ biến mất mà thay bằng mô hình hướng đối tượng đâu. Tại mô hình quan hệ họ vẫn còn tồn tại và họ mở rộng thôi để thích ứng cho cái sự phát triển đối với những cái đối tượng phức tạp. Còn nếu như đối với những cái đối tượng mà đơn giản đều biểu diễn được với bằng các text, các cái văn bản, thì mô hình quan hệ xử lý vẫn rất tốt cho tới hiện nay. Chỉ đối với những cái đối tượng khá phức tạp như đối tượng âm thanh, đối tượng hình ảnh vân vân thì cần những cái xử lý khá đặc biệt, thì lúc đó cái mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ họ mở rộng để có thể làm việc được với những cái loại đối tượng đó. Do đó mà trong nguyên cái môn này mình sẽ tập trung mình học cái mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ thôi, chứ mình không có học ra mô hình cơ sở dữ liệu của đối tượng gì hết. Rồi đó là ít nhất là anh chị biết tới đây, là tôi muốn dừng lại một tí, tổng kết lại một tí trước khi sang cái phần mới. Vậy thì là mình đã học thế nào là cơ sở dữ liệu, tại sao mình cần phải làm xây dựng một cơ sở dữ liệu cho một cái bài toán, rồi mình phải nhìn cơ sở dữ liệu ở các cái mức độ như thế nào, tại sao mình có nhu cầu bảo đảm cái tính độc lập logic, độc lập vật lý, rồi mình biết là tại sao mình cần mô hình dữ liệu, và từ lúc cơ sở dữ liệu ra đời tới nay họ đã triển khai có bao nhiêu loại mô hình. Anh chị ha, đó tôi tóm được lại tất cả những cái thứ mà nãy giờ mình đã tìm hiểu. Thì bây giờ sang một cái phần mới, không học những khái niệm căn bản nữa, có nghĩa là nãy giờ là mình nói toàn khái niệm căn bản, thế nào là cơ sở dữ liệu, thế nào là các cái mức nhìn, thế nào là lược đồ ngoài, thế nào là lược đồ quan niệm, thế nào là lược đồ trong, thế nào là độc lập vật lý, độc lập logic, thế nào là mô hình dữ liệu, thế nào là mô hình mạng, mô hình phân cấp, đó toàn những khái niệm đó. Nó chỉ thấy nãy giờ là học khái niệm mới rất nhiều. Thì bây giờ mình quay sang một cái chuyện nữa là làm sao để mô hình hóa. Vậy thì tôi có mô hình rồi, tôi có cái ví dụ, tôi dùng mô hình quan hệ để tôi mô hình hóa. Vậy thì làm sao để tôi mô hình hóa, tôi tới được cái mô hình đó? Thì anh chị thấy cái sơ đồ này nó biểu diễn cho anh chị thấy là các cái quá trình mô hình hóa trong cái thực tế ở đây. Ví dụ ở cái dòng ngang đầu tiên nói về cái thực tế, đây là một cái cơ sở khám chữa bệnh. Cơ sở khám chữa bệnh thì anh chị sẽ thấy là sẽ có cái những cái cái ông quản lý, ông muốn quản lý cái việc khám chữa bệnh của bác sĩ, cái việc tư vấn tâm lý cho các cái bệnh nhân, tới cái việc mà tiến hành phải phẫu thuật mổ hay gì đó vân vân của một cái bệnh viện. Giả sử tôi cần phải mô hình hóa một cái bài toán là quản lý khám chữa bệnh cho bệnh nhân, quản lý cái tư vấn về tâm lý cho bệnh nhân, quản lý các cái quá trình phẫu thuật nếu mà bệnh nhân nó có tham gia phẫu thuật vân vân. Vậy thì là trong thực tế như vậy, rõ ràng là tôi phải lưu trữ thông tin gì? Tôi phải lưu trữ thông tin về ông bác sĩ, tôi phải lưu trữ thông tin về bệnh nhân, tôi phải lưu trữ thông tin về các cái lần khám chữa bệnh, tôi phải lưu trữ thông tin về các cái thuốc, các cái điều trị mà trong các cái lần khám chữa bệnh đó, tôi phải lưu trữ thông tin về các cái lần phẫu thuật, kết quả gì vân vân vân. Đó, tất cả những cái thông tin đó tôi cần lưu trữ. Như vậy thì làm sao, việc đầu tiên tôi phải biết từ cái thực tế bài toán tôi đi lên được cái mô hình đầu tiên, gọi là mô hình quan niệm. Ở cái mô hình quan niệm này, làm sao tôi phải xây dựng, xác định cho được các cái đối tượng dữ liệu mà tôi cần phải quan tâm lưu trữ lên máy tính, cái sự liên quan giữa các cái đối tượng dữ liệu đó. Ví dụ như hồi nãy tôi nói sơ lược thì mình thấy mình có đối tượng bác sĩ và những cái thông tin về ông bác sĩ, ví dụ như là họ tên, cái chuyên môn của ông đó vân vân vân, ít nhất những thông tin riêng của ông bác sĩ. Tiếp theo mình phải có thông tin về bệnh nhân, thông tin họ tên bệnh nhân, địa chỉ bệnh nhân, một số thông tin cá nhân của bệnh nhân, tuổi, giới tính gì vân vân. Và mình phải có cái thông tin về các cái lần khám của bệnh nhân đó, và các cái lần khám đó thì ông bác sĩ nào khám cho bệnh nhân nào, với là cái chẩn đoán là gì, với các cái phương thức điều trị làm sao vân vân. Đó thì ít nhất nếu tôi nhìn ở góc độ trừu tượng thì tôi thấy bài toán khám chữa bệnh có vẻ phức tạp vậy, nhưng mà tôi trừu tượng hóa lên thì có những cái đối tượng như là bác sĩ, như là bệnh nhân, như các cái lần khám tôi phải quan tâm. Và rõ ràng khi tôi mô hình ở mức quan niệm như vậy này, tôi chưa nói gì tới công cụ tin học cả,
tôi chưa cần nói à tôi sẽ viết bao nhiêu chương trình, tôi chưa cần nói tôi sẽ dùng phần mềm gì, vân vân vân. Tôi chỉ cố gắng xác định cho được trong bài toán mà tôi đang tìm hiểu này có bao nhiêu đối tượng tôi phải quản lý thôi. Xong rồi từ khi mà tôi xác định được các cái đối tượng mà tôi cần quản lý đó, thì tôi mới chuyển sang cái việc lưu trữ các cái đối tượng này bằng một cái mô hình trong máy tính, gọi là mô hình logic. Thì lúc đó tôi có thể chọn trong một trong những cái mô hình mà tôi liệt kê ở đây. Ví dụ mô hình Codancing là mô hình mạng phân cấp theo kiểu cũ. Mô hình relational ở đây thì là mô hình của cơ sở dữ liệu quan hệ. Có thể anh chị dùng mô hình hướng đối tượng object, hoặc là bây giờ anh chị nghe về XML thì có thể người ta thiết kế cơ sở dữ liệu theo kiểu XML, ví dụ vân vân. Thì đây là cái mô hình này, là mô hình bắt đầu phụ thuộc vào công cụ, phụ thuộc vào máy tính. Sau khi có cái mô hình này thì tôi mới chuyển sang tôi cài đặt cái mô hình này bằng một cái công cụ cụ thể. Ví dụ tôi viết bằng C, tôi viết bằng C Sharp, tôi dùng cơ sở dữ liệu bên dưới là Access hoặc là Microsoft SQL Server hoặc Oracle vân vân. Thì cái đám này là mô hình vật lý. Nói cho đó anh chị thấy là muốn xây dựng được mỗi cơ sở dữ liệu cho một cái bài toán ứng dụng, thì thiệt ra cái người làm thiết kế nó họ phải đi từng mức vậy đó. Từ bài toán thực tế làm sao người ta làm được mô hình quan niệm, trong đó xác định được các cái đối tượng dữ liệu, các cái mối liên hệ giữa các đối tượng dữ liệu. Từ các đối tượng dữ liệu này người ta chuyển sang một cái mô hình triển khai lưu trữ các cái mô trường này bằng mô hình máy tính. Thường thường hiện nay người ta dùng mô hình quan hệ. Sau khi có mô hình quan hệ đó, người ta mới dùng một công cụ để triển khai ứng dụng trên máy tính, đó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ lập trình nào đó. Người ta triển khai cái đó lên đến máy tính thật sự và người ta có cái cơ sở dữ liệu. Đó anh chị thấy là cái cách mô hình hóa và cuối cùng triển khai một cái hệ thống là như vậy. Do đó mà để học mà nắm được làm sao từ một cái bài toán thực tế, tôi sẽ phải biết xây dựng một cái cơ sở dữ liệu như thế nào để giải quyết cái nhu cầu của người dùng trong bài toán thực tế đó, là cả một cái quá trình rất dài. Và nếu anh chị đi học theo hướng hệ thống thông tin thì anh chị sẽ được trình bày từ từ các cái bước làm để anh chị có thể làm từng bước một để đi đến một cái hệ thống chương trình có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của một cái nhu cầu bài toán quản lý trong xã hội. Hay nói trừu tượng hơn, tổng quát hơn, hoặc là anh chị có thể đi xây dựng một cái hệ thống thông tin tự động hóa. Anh chị ha. Cái hình tiếp theo thì hơi phức tạp một tí, nhưng mà để anh chị có một cái nhìn ban đầu thôi, không hiểu cái này cũng không phải là vấn đề lớn lắm, tại vì anh chị sẽ học nguyên cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu này trong một cái môn khác khá chi tiết. Nhưng mà ở đây thì đây là để hình diễn tả cho anh chị thấy một cái kiến trúc chung của một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì nó phải có cái gì. Do đó anh chị thấy là một cái kiến trúc chung của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì nó phải có cái bộ phận xử lý câu truy vấn, nó sẽ có cái bộ phận xử lý mà nó gọi là DML này. Thì bữa nào anh chị học sang cái chương về ngôn ngữ SQL á, thì anh chị sẽ biết về một cái thứ ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ mô tả dữ liệu. Xin lỗi, DDL mới là ngôn ngữ mô tả dữ liệu. DML là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Anh xong rồi thì anh chị sẽ thấy ngay là bên dưới nó cũng phải tổ chức theo kiểu quản lý tập tin, phương pháp truy xuất và hệ thống mà vùng đệm, quản lý vùng đệm v.v. Thì có người khi nhìn thấy cái hình này thì nói, ủa rồi cuối cùng hồi trước vừa đã phá xong là không nên dùng hệ thống tập tin, nhưng mà tại sao ở đây lại có cái file manager này, là có quản lý tập tin ở đây? Thì anh chị thấy được thiệt ra là khi mình đã phá hệ thống tập tin, có nghĩa là mình không muốn cái người phát triển ứng dụng họ tổ chức các cái tập tin liên lạc ở trên hệ thống hệ điều hành thôi. Và họ, nhưng mà rồi thiệt ra khi mình xây dựng cái mức quan niệm, nếu theo mô hình quan hệ dưới dạng các cái bảng hai chiều như tôi nói hồi nãy, thì các cái bảng hai chiều đó cuối cùng cũng phải được tổ chức lại thành các cái file trên hệ điều hành. Nhưng bây giờ cái cách tổ chức đó là do hệ quản trị cơ sở dữ liệu đảm trách, chứ không phải do người phát triển đảm trách nữa. Anh chị đồng ý không ạ? Do đó mà thiệt ra khái niệm tập tin nó vẫn tồn tại trên hệ điều hành và nó vẫn phải quản lý cái tập tin đó. Nhưng mà bây giờ họ che giấu cái mức đó đi và họ tổ chức cái tập tin nó tốt hơn, là để cho người dùng can thiệp tổ chức tập tin trực tiếp trên hệ điều hành. Mà người dùng bây giờ hãy làm việc với cái mức quan niệm trên cái cơ sở dữ liệu quan hệ trừu tượng hơn, đơn giản hơn nhiều, dễ kiểm soát hơn nhiều. Còn sau đó chuyển từ các cái quan hệ ở mức quan niệm xuống với các tập tin của máy tính, thì chuyện đó lại do cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó đảm trách. Anh chị thấy do đó vai trò cơ sở dữ liệu quan hệ là rất quan trọng.
Vậy thì một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó có các cái chức năng làm cái gì? Trước tiên thì nó phải cho phép mình lưu trữ dữ liệu, cho phép mình tìm kiếm dữ liệu đã lưu trữ trên cơ sở dữ liệu, cho phép mình cập nhật cơ sở dữ liệu. Và nó cho phải cho phép mình một cái công cụ để quản trị cái siêu cơ sở dữ liệu. Thì cái chữ siêu cơ sở dữ liệu đây, nói dịch từ chữ metadatabase hay là họ còn gọi là cái catalog. Thì anh chị tưởng tượng ví dụ anh chị làm việc với một cái cơ sở dữ liệu ngân hàng, thì các cái đối tượng của anh chị là tài khoản, là khách hàng, là các cái giao dịch vân vân anh chị ha. Nhưng mà thiệt ra là để hệ thống có thể quản lý được cái này thì hệ thống nó phải có một cái cơ sở dữ liệu, trong đó nó chứa thông tin về là cơ sở dữ liệu này có bao nhiêu cái bảng hai chiều, các cái bảng hai chiều này liên hệ với nhau ra làm sao. Thì cái thông tin đó họ gọi là cái siêu cơ sở dữ liệu, hay nói cách khác là thông tin để quản lý một cái cơ sở dữ liệu. Cái gì ha? Cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó còn phải hỗ trợ để quản lý các cái giao tác, tại vì là mỗi cái xử lý mà liên quan tới cơ sở dữ liệu thì họ được định nghĩa như một cái giao tác, một cái transaction. Anh chị chỉ cần tưởng tượng ví dụ anh chị ra rút tiền ở một cái máy ATM chẳng hạn, thì từ khi anh chị đẩy một cái thẻ ATM vào trong máy cho tới lúc anh chị rút được tiền, máy trả cái thẻ lại cho anh chị, hoặc máy nó báo là transaction failed, cái giao dịch bị hỏng rồi, và nó trả lại cái thẻ cho anh chị chẳng hạn, thì đó là một cái giao dịch. Và cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó phải hỗ trợ cái xử lý theo giao dịch như vậy. Có khi là một cái giao dịch thì từ lúc anh chị đẩy thẻ vô cho tới lúc rút được tiền thì xem như là một cái giao dịch, nó phải hoặc là hoàn tất một cách đầy đủ, anh chị nhận được tiền, anh chị nhận lại thẻ, hoặc là nó không làm gì hết nếu anh chị thao tác một vài bước nhưng mà rồi nó bị sự cố và nó trả cái thẻ ra anh chị ha. Cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó phải bảo đảm được truy xuất đồng thời, tại vì anh chị thấy cái cơ sở dữ liệu bây giờ nó chia sẻ cho nhiều ứng dụng khác nhau cùng truy cập. Vậy thì sẽ nảy sinh một cái vấn đề là tại cùng một thời điểm sẽ có nhiều ứng dụng khác nhau truy cập vào cùng một số đối tượng dữ liệu. Thì làm sao biết là phục vụ cho ông nào trước, phục vụ cho ông nào sau, để bảo đảm cái sự nhất quán của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Thì do đó nó phải bảo đảm sự xử lý truy xuất đồng thời. Nó phải bảo đảm được an toàn dữ liệu, là dữ liệu đến cơ sở dữ liệu phải được bảo vệ rất là chặt chẽ. Ai được quyền truy cập, truy cập thì chỉ được quyền làm cái gì, không được quyền làm cái gì, vân vân, mọi chuyện nó được mạch lạc. Và phải có một cái yếu tố nữa là chuyện gì xảy ra nếu mà một ngày đẹp trời cơ sở dữ liệu nó bị sự cố, hệ thống nó bị sự cố, thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng phải có một cái chức năng để bảo đảm khôi phục sau sự cố thật tốt, bảo đảm cái việc mất mát dữ liệu sau sự cố đó là ít nhất có thể được. Và dĩ nhiên hệ quản trị cơ sở dữ liệu như tôi nói hồi nãy phải bảo đảm cái việc quản lý lưu trữ vật lý. Tôi không quan tâm tới mức vật lý, tôi chỉ làm việc với mức quan niệm thôi. Còn anh tổ chức cái mức quan niệm này thành vật lý là làm sao thì anh tự tổ chức lấy và anh sau đó anh khai thác được giúp tôi thì thôi. Do đó một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó phải bảo đảm cái việc quản lý mà tổ chức vật lý dữ liệu ở trên đĩa. Đó là các cái chức năng chính của một cái cơ sở dữ liệu anh chị ha. Các cái chức năng này thì anh chị sẽ được học chi tiết ở một cái môn khác gọi là môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ở trong môn này mình chỉ có cái nhìn tổng thể về nó như vậy thôi, để biết thế nào là một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chức năng chính của nó là gì thôi. Rồi vậy thì là khi làm việc với cơ sở dữ liệu thì có những cái vai trò nào, những vai trò có người nào liên quan, và mình học xong môn này thì mình nhắm mình làm vai trò gì được. Thì chị thấy là đầu tiên, cái vai trò đầu tiên nó gọi là quản trị dữ liệu, một cái anh data administrator. Cái ông quản trị dữ liệu này thì có thể ông quản trị tất cả dữ liệu liên quan tới cái hệ thống thông tin của một cái công ty. Có thể có dữ liệu đã được cài đặt trên cơ sở dữ liệu, đã được tự động hóa, có thể dữ liệu chưa, nhưng mà rồi toàn bộ dữ liệu của công ty thì anh sẽ phải quản trị cái dữ liệu đó. Hay họ còn gọi là, thay vì họ gọi là quản trị dữ liệu data administrator thì họ còn gọi là information officers vân vân, có nghĩa là những người qua quản lý về dữ liệu của cái doanh nghiệp. Sau đó tới cái anh quản trị cơ sở dữ liệu, thì bây giờ nếu dữ liệu được cài đặt trên máy tính như dạng một cái cơ sở dữ liệu thì sẽ có một cái anh quản trị cái dữ liệu trên máy tính đó, quản trị cái cơ sở dữ liệu đó, gọi là anh DBA. Thì vai trò của anh DBA là rất quan trọng để bảo đảm cái cơ sở dữ liệu trên máy tính đó nó vận hành hiệu quả. Nhưng mà dĩ nhiên trước khi nó có thể vận hành được thì phải có cái vai trò của người thiết kế cơ sở dữ liệu. Anh ta biết nhận diện các cái đối tượng dữ liệu trong bài toán thật, anh ta phải thiết kế một cái cấu trúc cho cái cơ sở dữ liệu
để cuối cùng nó có thể cài đặt lên máy tính. Và phải có những người lập trình ứng dụng để trên cái thiết kế đó người ta sẽ triển khai cụ thể trên máy tính. Chứ nếu các bạn thiết kế nhưng mà không được triển khai cụ thể trên máy tính thì cũng sẽ không có chương trình, sẽ không có cơ sở dữ liệu trên máy tính để hoạt động. Do đó phải có lập trình viên ứng dụng. Và cuối cùng là người sử dụng. Ví dụ một cái cô làm ở ngân hàng, cô gõ trên máy tính để cô làm một cái giao dịch với khách hàng v.v. thì đó là người sử dụng. Một cái anh kế toán, anh ngồi trên máy tính, anh gõ những cái form ở trên màn hình v.v. để anh run những cái chương trình, anh thực hiện những cái chương trình gì đó thì đó là người sử dụng. Do đó đây là những cái vai trò mà liên quan cho người sử dụng. Vậy thì anh chị khi anh chị học xong môn này thì ít nhất anh chị có thể làm một phần của vai trò quản trị cơ sở dữ liệu. Tại vì anh chị hiểu cơ sở dữ liệu là gì, anh chị có thể quản trị được nó. Anh chị có thể làm có một cái nhìn đầu tiên về thiết kế cơ sở dữ liệu. Chứ thực ra anh chị làm thiết kế thì không chưa ổn lắm. Và anh chị cũng có thể làm một phần của lập trình viên ứng dụng dựa vào một số ngôn ngữ SQL. Anh chị có thể khai thác cái dữ liệu trên đó. Nhưng mà rồi đó, do cái đó là môn học này xong nó có thể liên quan tới ba vai trò. Là vai trò lập trình viên ứng dụng, vai trò thiết kế cơ sở dữ liệu và vai trò quản trị cơ sở dữ liệu. À, nhưng mà tập trung chính là vai trò quản trị cơ sở dữ liệu với lập trình viên ứng dụng thôi. Thiết kế chỉ là một cái giới thiệu để anh chị biết thôi. Biết thế nào là một cái cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt, thế nào là thiết kế không tốt, vân vân. Đó. Một cái slide này thì muốn nói lên một tí nữa thì là tại sao thì cần có DBMS và những cái ưu điểm của DBMS là gì? Có nghĩa là hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó. Thì cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó giúp chúng ta kiểm soát được sự dư thừa dữ liệu, nó bảo đảm sự nhất quán dữ liệu, nó có nhiều thông tin hơn từ một khối lượng dữ liệu cho trước, nó giúp chia sẻ dữ liệu, nó cải thiện tính nhất quán, cải thiện độ an toàn, nó tuân thủ đầy đủ một số cái yêu cầu về chuẩn, và nó có thể nó kinh tế hơn khi anh chị phát triển ứng dụng mà rời rạc không dùng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thì không chừng công sức của chị bỏ ra rất nhiều và cái giá phải trả để chị có một cái hệ thống chương trình nhất quán hoàn hảo tốt hơn, chi phí hơn nhiều lần anh chị mua và anh chị sử dụng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ở đây tôi nói ví dụ thêm kiểu này, có người cực đoan nó là tôi sẽ không dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu, có nghĩa là tôi không cần mua SQL Server, tôi không cần mua Oracle gì hết á, tôi viết chương trình cụ thể bằng C# C++. Chuyện đó trả lời là viết được không? Có thể viết được, nhưng mà chắc chắn anh chị quản lý không tốt và chỉ chi phí để sau này bảo trì, sau này sẽ phát triển cũng như những cái bảo đảm những cái tính chất là chia sẻ dữ liệu an toàn như vậy thì chi phí rất cao. Và không chừng cuối cùng cái hệ thống anh chị phát triển chất lượng không tốt mà chi phí lại cao hơn rất nhiều lần anh chị dùng một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Do đó thật ra theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi không khuyến khích những người viết chương trình ứng dụng mà nói rằng là không cần dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tôi viết từ ngôn ngữ lập trình và tôi xây dựng toàn bộ. Cái cách làm đó là khá nguy hiểm và không chắc anh chị đảm bảo được cái những cái mà tiêu chí của một cái cơ sở dữ liệu. Cái gì hết? Đó vì ngoài ra các cái DBMS nó còn cho phép anh chị bảo đảm cân bằng các yêu cầu có tranh chấp, nó giải quyết tranh chấp dù anh chị vân vân. Các khả năng truy xuất và đáp ứng nó được cải thiện dần qua cái, tại vì họ đã nghiên cứu rất kỹ các cái thuật toán, họ cài đặt rất là tốt anh chị ha. Rồi đây vân vân một số cái ưu điểm của DBMS, nhưng mà dù sao nó vẫn có khuyết điểm. Khuyết điểm là khi anh chị học sử dụng DBMS không chừng phức tạp, tại vì là anh chị cảm thấy phức tạp thôi. Tại vì đôi lúc anh chị đã viết lập trình rất tốt trên ngôn ngữ C hoặc C# chẳng hạn, anh chị thấy coding một cái chương trình đơn giản quá, bây giờ học cái DBMS này sao mà phức tạp quá. Có thể chị thấy như vậy, nhưng tại vì nó phải quan tâm tới nhiều vấn đề một lúc, làm sao bảo đảm chia sẻ dữ liệu, làm sao bảo đảm an toàn, làm sao bảo đảm xử lý truy xuất đồng thời, vân vân. Do đó nó cảm thấy rất là phức tạp. Còn chị viết một cái chương trình rời rạc thì có thể anh chị không cần quan tâm tới nhiều chuyện như vậy, do đó chị cảm thấy nó đơn giản. Nhưng mà thiệt ra đứng trên tổng thể thì nó không có phức tạp hơn là anh chị viết chương trình rời rạc. Về mặt kích thước thì có thể cái DBMS là khối lượng rất là lớn, cài đặt lên là một cái phần mềm DBMS thì nó chiếm rất nhiều tài nguyên vân vân vân. Chi phí mua có thể nó rất cao, ví dụ như là đối với Oracle hay Debato nó tính tới mấy, có thể tính tới hàng ngàn đô chẳng hạn. Rồi để chạy được DBMS đó thì đôi lúc anh chị cần phải mua thêm phần cứng hoặc là tăng thường sức nặng phần cứng.
chứ không thôi là nó không chạy nổi. Đối với những cái máy yếu yếu thì chắc chắn anh chị thấy một cái máy nhỏ nhỏ thì không thể đem một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất là mạnh để cài lên đó, nó không chạy nổi. Rồi đôi lúc anh chị phải tốn chi phí chuyển đổi. Chi phí chuyển đổi ở đây trong tình huống là anh chị đã có những cái chương trình ứng dụng chạy rồi, không dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Và bây giờ anh chị muốn chuyển sang hay dùng cái hệ cơ sở dữ liệu thì anh chị phải tốn chi phí để chuyển đổi những cái chương trình cũ đó sang hệ số cơ sở dữ liệu. Và cái hiệu năng thì có người nói sẽ hiệu năng nó sẽ thấp hơn tại vì anh qua một lớp trung gian. Hồi trước tôi viết chương trình tôi thao tác trực tiếp xuống dưới có những cái cấu trúc file ở bên dưới, tôi làm việc nhanh hơn nhiều. Bây giờ anh làm thông qua một cái lớp DBMS như vậy thì anh qua một lớp trung gian như vậy thì hiệu năng nó sẽ giảm đi. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà rồi cái hiệu năng nó giảm đó nó thực ra là nếu nhìn trên tổng thể thì khi anh chị phải quan tâm tới nhiều vấn đề cùng một lúc thì cái hiệu năng của anh chị cũng không chắc là cao hơn so với anh chị dùng cái DBMS. Và khi mà nó phức tạp như vậy, khi nó qua lớp trung gian như vậy thì rất có thể là khả năng sự cố nó sẽ tăng lên. Anh chị hay phải đôi lúc mình không kiểm soát được cái sự cố đó vì nó cái hệ nó phức tạp. Đó là những cái khuyết điểm có thể có. Thật sự như vậy, thật sự là có nhiều anh quản trị cơ sở dữ liệu khai thác những cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất phức tạp mà thậm chí không nắm được hết các cái ngõ ngách của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó. Do đó nhiều khi có sự cố xảy ra, anh ta cũng chả biết làm sao để định vị được cái sự cố này vì do đâu, làm sao mà hiệu chỉnh, vân vân. Còn nếu anh ta tự viết lên một số chương trình nhỏ nhỏ gì đó thì hầu như anh ta kiểm soát tốt hơn, vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên là khi viết những cái chương trình nhỏ nhỏ đó, góc nhìn cục bộ thì thấy có vẻ nó tốt, nhưng mà góc nhìn tổng thể của tập hợp những cái chương trình nhỏ nhỏ đó thì không chắc gì bảo đảm những cái yêu cầu mong muốn của một cái cơ sở dữ liệu như là các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó làm được. Đó, đây là chấm dứt cái bài đầu tiên, bài giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu. Vậy tôi lại tóm lược lại một lần nữa trước khi mình chuyển sang bài mới. Vậy thì bài này đã học cái gì? Bài này chúng ta đã học là tại sao phải cần có cơ sở dữ liệu? Cơ sở dữ liệu là gì? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Rồi nhìn cơ sở dữ liệu ở các cái mức ra làm sao? Thế nào là độc lập dữ liệu? Thế nào là độc lập logic? Thế nào là độc lập vật lý? Rồi các cái mô hình dữ liệu để mô tả cơ sở dữ liệu là gì? Mô hình quan hệ là gì? Rồi hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó làm những cái chức năng gì? Ưu điểm của nó là gì? Khuyết điểm của nó là gì? Các cái vai trò của con người tham gia vào cơ sở dữ liệu gồm có những vai trò gì? Đó, do đó mình đã học tất cả những khái niệm các bạn như vậy. Thì tôi dừng cái bài đầu tiên ở đây. Mình sẽ học cái bài 2 chi tiết hơn về các cái khái niệm trong cơ sở dữ liệu.